Xin chào anh em thợ xe máy cả nước. Hôm nay mình sẽ cắt thời gian ra làm một cái video hướng dẫn cách sử dụng máy đọc lỗi. Con này là Motoken 6.2 để lấy cái mã ID ẩn ở trong cái bộ SU này. Cái bộ này chính là bộ điều khiển khóa thông minh SU nhá, cụ thể của con này SH Việt Nam to đấy. Cái trường hợp này là bị mất cả remote và không làm lại được remote mới. Muốn làm remote mới thì đương nhiên là phải có cái mã ECMID, tức là mã ID cây 1, cây đầu tiên đấy, cây gốc ở trong cái này nha. Bây giờ để thao tác hành động như sau. Đầu tiên mình sẽ sử dụng kẹp cá sấu để cấp nguồn cho máy. Đó, cấp nguồn cho máy, đúng chưa? Rồi, máy đã lên nguồn ngay. Máy đã lên nguồn rồi. Và cái rắc này chính là rắc Smart Key. Đấy, MTS03 Smart Key. Rồi, cái rắc này thì nó đi theo bộ của nó, tất cả đầy đủ hết. Đó, có ba chân nhá, nó có ba chân này. Cái dây đỏ này chính là dương này. Dương nhá. Cái dây đen này chính là âm này. Đấy, dương dương 5V nhá. Và dây vàng là chính là tín hiệu nhá. Chính là tín hiệu BKGD đấy. Đầu tiên mình sẽ kết nối trước này. Đó. Mình sẽ kết nối dương 5V chính là dây số chân số 33 nhé. Chân số cuối cùng. 33. Đó. Và âm thì sẽ là chân số 25. Có sơ đồ hết. Mọi người không nhớ được thì sẽ có sơ đồ, yên tâm. Đó. Còn nếu mà mình cứ nhớ là dương là hàng cuối cùng. Và đây âm là hàng đầu tiên. Đó. Thế còn lại một cái dây tín hiệu màu vàng này thì người ta làm một cái ghim để mình sẽ chọc vào cái linh kiện điện tử, mình không phải hàn đấy nhá, không phải hàn đâu. Thế mọi người để ý cho mình này, ở đây ấy, mình đã mở cái phần nhựa ra và mình đã moi cái lớp chống nước ở đây này, lớp keo chống nước ở đây này. Đó, hơi mở một tí đúng không, mọi người nhìn chưa? Tại mình sẽ nhìn thấy cái mụn nó hàn. Có một cái mụn hàn có chữ BKGD. Đấy, anh nhìn này, mọi người nhìn nha, có chữ BKGD trong cái sơ đồ nó đều có nha. Đấy, mọi người nhìn rõ chữ BKGD thì cái mụn gần chữ BKGD đấy. Đó, ok chưa? Đấy, nhìn rõ cái mụn màu trắng đúng chưa? Đây mình sẽ chấm vào đây nhá. Mình sẽ cầm cái thanh kim loại mình sẽ chấm vào đây này. Mọi người có thể hàn chết cũng được. Đấy. Thế còn cái này mình sẽ dùng cái thanh kim loại mình chấm vào đây thì không phải hàn nữa, tránh cái trường hợp mà làm hỏng linh kiện nha. Bây giờ mình sẽ vào. Mình vào kết nối với xe đi. Đây, mình sẽ vào đây. Kết nối với xe, chọn Enter nhá, để phím Enter này, chọn phím quay trở về, xuống và lên. Đó. Máy rất dễ sử dụng nha. Kết nối với xe này, DLC này, Honda này, ấn lách này, sử dụng cáp 001. Đó, sẽ ấn khoảng 5 cái. Bây giờ mình sẽ chọn cái dòng xe, đó là xe SH đi. Đây, cái chữ mà SH125 ESP hoặc là 150 ESP nhá, ấn Enter. Động cơ bỏ qua. Bây giờ mình vào phần số 3 là khóa điện tử Smart Key. Đó. Bây giờ có cái dòng là mình đăng ký thay mới. Bây giờ mình cứ chọn bừa một dòng và đăng ký đi. Nó có gợi ý tiếp theo là thêm chìa khóa, mất tất cả chìa khóa hoặc đọc cây ID. Mình chọn phần đọc cây ID. Đúng như là cái mong muốn của mình. Enter. Đó. Rồi, ở đây có đã đọc cây 1, cây 2, cây 3, cây 4. Mình sẽ đọc khoảng 4 key của nó. Nó sẽ có key 1 và key 2 thôi. Đọc key 1 này. Bây giờ nó yêu cầu là lối Motoken với SU. Thì mình đã lối sẵn rồi. Đề nghị không chạy tay vào. Đó. Mọi người nhìn khi ấn Enter nó đang đọc cây ID 1. Vui lòng chờ. Nhưng mà mình chưa cắm đâu nhá. Mình vẫn để ngoài, mình chưa cắm đâu. Nó sẽ hiện chưa liên lạc được. Bây giờ mình sẽ làm lại cho mọi người xem này. Đọc key 1 này. Lối Motoken với SU. Tức là mình đã lối đây rồi nhá. Mình đã lối đây rồi nhá. Ấn Enter này.
đề nghị không chạm tay vào đường dây mạch điện SCU khi đọc cây 1. Đó. Thế bây giờ mình sẽ cầm vào đây. Mình sẽ cầm vào đây mình chọc vào cái mụn vừa nãy nhá. Vừa nãy mọi người xem rồi đấy, mình chọc vào cái mụn này. Đó. Rồi ok. Như vậy là mình đã cấp âm dương cho SU nó có nguồn rồi, thì mình sẽ moi được cái tín hiệu của nó ra, dây vàng dây tín hiệu. Ấn enter này, ấn enter này. Đó, nó đang đọc key. Đó mọi người nhìn chưa? Đọc được rồi đấy, thì bây giờ chúng ta có thể bỏ cái này ra được rồi. Đó, đọc được key. Ở đây key mọi người nói rõ nhá. Đây này, key là 0782-15686. 0782-15686. Rồi đây là key 1 nhé, key 1 đó là key đó chính là mã hóa khóa động cơ nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đọc key 2. Key 2 này mình cũng sẽ ấn như vừa nãy thôi. Rồi đề nghị không chạm tay vào. Đấy, không chạm tay vào thì làm sao mà hành động được đúng không? Đã thế cứ chạm tay luôn. Đó, lại chích cái dây tín hiệu vào cái mụn đấy nhá. Rồi ấn enter. Cây AD là trắng, chưa đọc, chưa được đăng ký. Rồi. Cây 2 là trắng. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa nha. Rồi ok, như vậy cây 2 của nó là trắng. Chứ không phải do mình không liên lạc được nha. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp cây 3. Kỳ 2 đã là trắng thì kỳ 3, kỳ 4 thì tất nhiên vẫn là trắng thôi. Ok. Kỳ 3 là trắng, chưa được đăng ký. Tiếp tục mình sẽ đọc kỳ 4. Và tay mình vẫn giữ như này nhé. Ok, key 4 là trắng. Như vậy thì mình sẽ đọc được, chỉ đọc được key 1. Đó, mình đọc được key 1. Và cái con SCU này, key 1 nó chính là chỉ đọc được